coi đi coi. Mình cán xào chấm cái này nè. Trời ơi. Hồi xưa giờ toàn là gỡ mực ăn không, bây giờ nay cầm chấm ăn luôn á. Trời ơi. Quá giỏi luôn. Very good. Cô thấy à, có con phim mà cậu ấy đặc biệt không? Nếu tụi mày quay qua đây nè, đang quay phim mà. Học bài chưa xong, chưa ăn nữa. Tụi mày ba cha, chị ba kêu hai ba đây mà chị hai không chịu qua kèm. Hai. Chị hai á. Chị hai là chị ba. Chị hai. Nó lộn rồi, chị hai ngồi đây nè. Ý là chị ba kêu chị hai qua bên kia mà chị hai không chịu qua. À vậy hả, để làm gì, kêu chị hai qua bánh làm gì? Chị bà đi con qua bánh, chị bà đi con. Chỉ gì vậy? Đó, em tâm mày nấu. Mày nói tâm xào bánh láp chỉ gì? Có. Gì tâm xào bánh láp? Có là có chỉ bộ. Nha mệt. Đây, bà chọc lấy kìa mà. Không dạ, đi làm chuyện. Mở ra. Khóc ghê. Bà Duyên, bà Duyên, bà Duyên. Hết thời gian mà quay làm lăn lộn luôn. Chuyện đi. Ê nha, lại xin đọc chuyện nha.